1. Mình rất vui khi nghe điều đó, cảm ơn bạn. Soạn tin nhắn cảm ơn, ngắn gọn và thân thiện. Lời hồi đáp trang trọng, thích hợp để dùng khi bạn không quá thân thiết với đối phương. Hơn nữa, hai từ cảm ơn tuy ngắn gọn nhưng giúp người khác cảm nhận được lòng biết ơn và sự chân thành của bạn. Đừng ngại thêm biểu tượng cảm xúc hoặc bất kỳ biểu tượng nào phù hợp. Hãy sử dụng những câu trả lời sao cho mọi lời khen, bất kể đó là về tính cách, phẩm chất hay thành quả của bạn. 2. Bạn cũng vậy. Khen ngợi đối phương. Đôi khi bạn khó đón nhận lời khen vì cảm thấy như đang nhận toàn bộ sự chú ý. Tuy nhiên, việc đón nhận và xem lời khen như một món quà là việc vô cùng quan trọng. Mặc dù vậy, nếu lời khen khiến bạn cảm thấy hơi ngượng ngùng, hãy chuyển sang nói về đối phương bằng cách khen ngợi họ. Bạn chỉ cần nói cảm ơn ngắn gọn và thêm đặc điểm nào đó mà bạn thích ở họ. 3. Mình không thể thực hiện điều đó nếu không có bạn. Công nhận công sức của người khác. Chọn cách này khi bạn được ai đó khen ngợi kỹ năng, năng khiếu hoặc thành quả của mình. Việc công nhận người khác, đặc biệt là người đang nhắn tin với bạn, cho thấy rằng bạn khiêm tốn và thành thật. Đừng ngại lan tỏa yêu thương từ lời khen. 4. Cảm ơn bạn đã quan tâm, mình rất vui khi nghe điều đó. Trong kinh doanh, bạn cần cho đối phương biết bạn trân trọng nhận xét của họ. Bạn không cần trả lời bằng lời lẽ phức tạp. Hãy diễn đạt ngắn gọn và nhớ công nhận nỗ lực của những người xứng đáng. 5. Ồ, bạn quả là có khiếu thẩm mỹ đặc biệt. Gửi tin nhắn bông đùa kèm theo biểu tượng cảm xúc để hồi đáp với lời khen tán tỉnh. Đây là cách phù hợp khi đối phương khen ngợi ngoại hình của bạn hoặc khi họ nói lời khen khiến bạn đỏ mặt. Hãy mạnh dạn nói lời tán tỉnh bằng cách thêm biểu tượng cảm xúc đáng yêu vào cuối tin nhắn. 6. Mình biết mà. Trả lời với lời đùa trêu chọc hoặc ảnh động, ảnh chế. Dùng cách này khi bạn không muốn cuộc trò chuyện trở nên nghiêm túc. Đây là cách áp dụng được với người mà bạn thích, bạn bè và người thích đùa cợt. 7. Cảm ơn nhé, đằng sau những gì bạn thấy là cả một câu chuyện điên rồ. Chia sẻ thêm thông tin liên quan đến lời khen hoặc đặt câu hỏi. Đôi khi việc nói cảm ơn có thể khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Bạn sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách nói cảm ơn và chia sẻ thêm thông tin về đặc điểm giúp bạn nhận được lời khen. Thêm câu hỏi mở để cho đối phương cơ hội tiếp lời. 8. Ý của bạn là sao nhỉ? Chân thành đón nhận lời khen châm chọc hoặc mạnh dạn chỉ ra hàm ý xấu. Bạn có thể nhận ra lời khen châm chọc qua việc so sánh. Kiểu tóc mới của bạn trông đẹp hơn trước đây. Và các chi tiết giới hạn không cần thiết. Ở tuổi này mà bạn vẫn đẹp. Có thể đối phương không nhận ra họ đang nói lời khen châm chọc. Vì vậy, cách đơn giản nhất là nói cảm ơn và không để tâm đến nữa. 9. Bạn rất đáng yêu nhưng mình không có hứng thú với chuyện này. Đối với những lời khen tán tỉnh không mong muốn, bạn nên cho đối phương biết bạn không có hứng thú với điều đó hoặc bạn là hoa đã có chủ. Bạn vẫn sẽ nói cảm ơn nhưng hãy lịch sự và thẳng thắn vạch rõ ranh giới. Bạn có thể nhắc đến người yêu hoặc nói rõ rằng bạn không có nhã hứng với chuyện hẹn hò. 10. Mình không thoải mái với lời nhận xét đó. Khi bạn nhận được lời khen khiếm nhã và không thoải mái, đừng phản hồi hoặc để đối phương biết bạn không thoải mái. Nếu bạn nhận được tin nhắn từ người lạ, hãy phớt lờ hoặc chặn họ. Nếu đó là tin nhắn của bạn bè hoặc người quen, bạn có thể chọn phớt lờ hoặc phản hồi và rạch rõ ranh giới.